bạn nên chỉ làm đặt đấy đa hàng sạch quạt do mà chặn nằm bay phơi nằm bay chỗ thì chốt nơi tì tăng trong thì chỗ và trong bạn nên tha quạt sôm can này nhát chặn thmo mà chặn cá nơi lơ sạch nằm bay chỉ phơi nằm bay ở ai lan bà con nắng thôi đầm lá lơ phơi nít mình miền cà phòng và hay đầm bay cá đầm bay do từ chốt sát nơi trong thì vô mà.